Sáng nay, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định trên tinh thần siết chặt giãn cách, đảm bảo phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng. Đây là điểm tiêm chủng tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào sáng nay. Các trường hợp đến tiêm chủng đều được yêu cầu tuân thủ giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế. Điểm tiêm chủng này được giao cho Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng phụ trách chính, đảm bảo tiêm chủng cho khoảng 5.000 trường hợp trong đợt này. Đội tiêm chủng này là đã chuyên nghiệp rồi, đi xuyên suốt tất cả các đợt, đúng theo quy trình tiêm chủng một chiều của Bộ Y tế. Còn lại đội xử trí sau tiêm mà lỡ mà sốc phản ứng rồi chi xảy ra thì do Bệnh viện Ung bướu đảm trách, thì là họ luôn trong tư thế sẵn sàng. Từ hôm nay đến ngày 26 tháng 8, ngành y tế sẽ tiến hành tiêm cho hơn 40.000 người, bao gồm các trường hợp đã tiêm mũi 1 từ ngày 14 đến 24 tháng 6, cùng người lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tại quận Liên Chiểu, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, lương thực, thực phẩm, sinh viên các trường và tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch. Sở Y tế bố trí 41 đội tiêm đặt tại 4 địa điểm, gồm cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm hội chợ triển lãm, Nhà văn hóa thể thao quận Ngũ Hành Sơn, 2 đội trên xe tiêm lưu động phục vụ các đối tượng tại các khu vực phong tỏa và 14 đội tiêm tại khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu. Thì nhiệm vụ của thành phố giao là bảo đảm an ninh trật tự, địa điểm vệ sinh. Mà trong đó quan trọng nhất là đảm bảo giãn cách trong quá trình thực hiện tiêm. Thì trong thời gian qua là tiêm lực thứ hai, thì thực hiện việc đấy, thì quá trình giữa ngành y tế và quận đảm bảo đúng đó, bảo đảm an ninh trật tự và đảm bảo đúng giãn cách, đảm bảo là không lây lan trong vấn đề tiêm vaccine. Theo kế hoạch phân bổ từ Bộ Y tế, đến cuối năm 2021, Đà Nẵng sẽ nhận đủ khoảng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Ngành y tế luôn sẵn sàng tổ chức tiêm chủng ngay sau khi có vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.